Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Một trong những cửa ải khó nhất để bạn có thể trở thành một fan khủng long cũng như các sinh vật cổ đại chính hiệu chính là làm sao đọc đúng danh pháp khoa học của chúng. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi không biết các nhà cổ sinh vật học nghĩ gì mà lại đặt ra những cái tên khó nhớ và khó đọc như thế. Phải chăng là để thử thách nhau, kiểu họ thi xem ai sẽ đặt ra một cái tên mà người khác không thể đọc nổi, hay phải chăng là để tạo ra sự độc lạ không bị đúng hàng? Đương nhiên chúng không phải là những cái tên vô nghĩa, dù khó đọc vẫn là khó đọc. Ngày hôm nay, chúng ta hãy thử tìm hiểu 10 cái tên khủng long cũng như động vật cổ dài và khó đọc nhất từng thấy nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Micropachycephalosaurus. Chúng ta hãy bắt đầu với một kỷ lục. Trong sách kỷ lục Guinness, một trong những kỷ lục liên quan đến khủng long chính là cái tên khủng long dài nhất. Vì hiện tại kỷ lục này đang thuộc về Micropachycephalosaurus với số lượng ký tự là 23 nếu chỉ tính tên chi. Còn nếu tính cả tên loài đầy đủ là Micropachycephalosaurus hontuianensis, chúng ta sẽ có đến 37 ký tự chỉ cho một cái tên. Về độ khó đọc thì Dino Man đánh giá đây là một cái tên khó ở mức khá, bởi nó được ghép giữa một cái tên khá quen thuộc và có thể nhiều người cũng đã nắm rõ cách đọc là Pachycephalosaurus với từ micro, có nghĩa là nhỏ, ngụ ý rằng đây là một người họ hàng có kích thước nhỏ của Micropachycephalosaurus. Thật vậy, ban đầu các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đứng đầu là Đồng Chí Minh khi đặt tên cho chi khủng long này, đã nghĩ rằng nó là một thành viên của nhóm Pachycephalosauria, bao gồm những loài khủng long hông chim ăn thực vật có họ hàng gần với Pachycephalosaurus. Tuy nhiên hiện nay nhận định đó đang bị nghi ngờ và người ta không tìm thấy những bằng chứng đáng tin cậy để xác nhận rằng Micropachycephalosaurus thật sự là một họ hàng của Pachycephalosaurus, và những đánh giá mới nhất chỉ dám ghi nhận rằng đây là một loài khủng long thuộc nhánh khủng long đầu diềm Machinocephalia. Và nhánh này không chỉ bao gồm các loài hậu đầu long như Pachycephalosaurus mà còn bao gồm các loài khủng long mặt sừng như Triceratops. Và đúng như tên gọi thì Micropachycephalosaurus rất bé, chỉ dài khoảng 1 mét kể cả khi đã trưởng thành đầy đủ. Carcharodontosaurus. Mặc dù danh pháp khủng long được ghi nhận bằng hệ chữ Latin, tiếng Việt của chúng ta cũng được ghi bằng hệ chữ Latin, nhưng cách đọc của mỗi ngôn ngữ sẽ có sự khác nhau và không phải cứ mặt chữ giống nhau thì cách đọc sẽ tương tự. Carcharodontosaurus là một cái tên khó, dù nó tương đối quen thuộc với nhiều người. Thứ nhất là vì nó dài, thứ hai là vì cách đọc hơi khác biệt của nó so với những gì chúng ta nghĩ. Hầu hết mọi người khi lần đầu gặp cái tên này sẽ đọc là Carcharodontosaurus, tuy nhiên cách đọc đúng sẽ là Carcharodontosaurus. Nguyên nhân là bởi cái ghi Carcha bắt nguồn từ một từ trong tiếng Hy Lạp cổ là Carcharos, có nghĩa là sắc. Thế nên mặc dù ghi giống chữ chờ trong tiếng Việt, nhưng chúng ta phải đọc là khờ mới đúng. Ngoài ra thì âm khờ trong tiếng Anh cũng có phát âm mạnh hơn so với cờ trong tiếng Việt. Thế nên khi đọc cái tên này gần như bạn sẽ phải phát âm mạnh hai lần liên tiếp ngay từ đầu, nên sẽ dễ bị hụt hơi và bị liệu trong những âm tiếp theo. Carcharodontosaurus thì không xa lạ gì nữa rồi. Chúng ta có thể giảm bớt độ khó khi đọc tên nó bằng cách sử dụng cái tên tiếng Việt là dị long răng cá mập, nghe cũng khá hay. Nyquebosaurus. Không phải những cái tên dài mới khó đọc đâu nha. Những cái tên ngắn cũng có thể khó đọc, nhất là khi nó bắt nguồn từ những ngôn ngữ hiếm và lạ trên thế giới. Châu Phi là một mỏ vàng của các ngành cổ sinh, các nhà cổ sinh vật học cũng đã khám phá rất nhiều loài khủng long ở đây. Và để tri ân các vùng đất và dân tộc tại nơi tìm thấy hóa thạch, trong nhiều trường hợp các nhà khoa học đã dùng phương ngữ của họ để đặt tên cho các loài khủng long mới. Một trong số đó chính là loài khủng long có cái tên khó đọc này. Thật sự thì khi nhìn vào cái tên này, chúng ta sẽ không biết làm thế quái nào để đọc những cái ký tự đầu của nó, gồm N, Q và V kép. Theo tìm hiểu của Dino Man thì N và Q đại diện cho một phụ âm chỉ có trong một số ngôn ngữ châu Phi. Cũng vì độ khó của âm này mà có nhiều cách đọc khác nhau được chấp nhận. Trong đó cách đọc nguyên gốc là Nyquebosaurus, cách đọc thay thế thứ nhất là Inquebosaurus, cách đọc thay thế thứ hai là Enquebosaurus. Nyquebosaurus có niên đại khoảng 140 triệu năm trước, được các nhà cổ sinh vật học công bố vào năm 2000. Cũng như Micropachycephalosaurus, Nyquebosaurus có kích thước rất nhỏ, chỉ dài khoảng 1 mét. Tuy nhiên chúng là một trong những loài gốc của nhánh khủng long đuôi rỗng Coelurosauria và là một trong những phát hiện hiếm gặp ở châu Phi vào thời điểm đó. Nota Tesseraraptor.
Một cái tên khủng long dài dòng và khó đọc khác là tên của một chi khủng long có niên đại tam điệp muộn về hóa thạch được tìm thấy tại Thụy Sĩ ngày nay, đó là Nota Tesseraripta. Hóa thạch của chi khủng long này được khám phá vào năm 2006, sau đó phải mất đến 13 năm nghiên cứu thì các nhà cổ sinh vật học mới hoàn thành việc mô tả, đồng thời đặt tên cho nó. Do nhận thấy hóa thạch của chi khủng long này có nhiều đặc điểm lẫn lộn giữa hai nhóm khủng long khác nhau là Dilophosauridae và Coelophysoidae, thế nên các nhà nghiên cứu xem nó như một bức tranh khảm bằng gạch men đa dạng. Vì vậy, họ quyết định đặt cho nó cái tên Nota Tesseraripta, trong đó Nota có nghĩa là trang trí, Tessera có nghĩa là gạch men và Raptor có nghĩa là kẻ trộm. Một trong những điểm khó khi phát âm cái tên này nằm ở phần Tessera. Trong tiếng Anh thì Tessera này khi đứng một mình thì âm ở cuối sẽ phát âm giống như Y, tuy nhiên nếu ghép vô danh phát thì đọc lên sẽ giống A hơn. Đây Domain đã thử tra cả hai cách đọc bằng tiếng Latin và tiếng Anh, thì cách đọc tốt nhất sẽ là Nota Tesseraripta. Nota Tesseraripta có niên đại rất cổ, khoảng 209 triệu năm trước, tức là cuối kỷ tam điệp. Chúng có chiều dài lên đến 3 mét và có lẽ là một kẻ săn mồi đáng sợ trong thời đại của mình. Opisthocoelacaudia. Và tiếp theo, chúng ta sẽ có một chi khủng long chân thân lằn cổ dài được khám phá tại Mông Cổ vào năm 1965. Hóa thạch của chi khủng long này tương đối hoàn chỉnh, chỉ thiếu phần cổ với phần đầu và dựa trên hóa thạch, các nhà khoa học ước tính rằng chúng có thể dài từ 11 cho đến 13 mét. Trong quá trình nghiên cứu hóa thạch thì các nhà cổ sinh học Mông Cổ và Ba Lan nhận thấy ở phần sau của đốt sống đuôi con khủng long này có một khoảng rỗng, lõm vào trong khá đặc biệt. Chính vì thế họ quyết định đặt tên cho con khủng long này là Opisthocoelacaudia, có nghĩa là đuôi rỗng ở phía sau. Điểm khó ở cái tên này không chỉ là dài với 18 ký tự, mà còn ở âm C khó hình dung là cách đọc chính xác nếu bạn chưa từng gặp bao giờ. Những người lần đầu gặp âm này có lẽ sẽ đọc là Cole, giống như Dinoman khi lần đầu đọc cái tên Amphicoelus thành Amphicoelus vậy. Một cái tên khủng long khác cũng có âm này là Coelophysis. Một khi đã quen rồi thì việc đọc không thành vấn đề, nhưng để gõ ra cái tên với 18 ký tự sao cho chính xác không sai một chữ thì đó vẫn là một thử thách khó nhằn đấy. Wewecanotlas. Tên khủng long bằng tiếng Latin đã đủ khó đọc với người Việt rồi, nhưng tên khủng long bằng thổ ngữ của mấy bộ tộc ít người ở châu Phi với châu Mỹ lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nahuatl là một nhóm phương ngữ có liên quan đến ngôn ngữ Aztec cổ ở Mexico và ngày nay vẫn còn được sử dụng bởi khoảng 1,7 triệu người sống ở miền Trung Mexico và một thiểu số ở Mỹ. Cũng tại khu vực miền Trung Mexico, hay cụ thể hơn là ở thị trấn Tuzla, bang Michoacán, các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện hóa thạch của một loài khủng long mỏ vịt mới vào đầu thế kỷ 21 với niên đại phân trắng muộn, cách đây khoảng 85 đến 83 triệu năm trước. Trong quá trình nghiên cứu thì các nhà khoa học đã nhận được sự đón tiếp và đối đãi nồng hậu của người dân địa phương. Để vinh danh văn hóa và ngôn ngữ bản địa, nhóm nghiên cứu mô tả con hóa thạch này đã quyết định sử dụng phương ngữ Nahuatl để đặt tên cho con khủng long và do đó chúng ta có cái tên Wewecanotlas. Được ghép từ các từ Wewecho có nghĩa là cổ, Canotli có nghĩa là vịt. Mặc dù đây là một cái tên khó đọc với người sử dụng các ngôn ngữ khác, nhưng nó thật sự là một cái tên có ý nghĩa văn hóa và ngôn ngữ rất lớn đối với người Mexico. Banquetwisingasuchus. Và đương nhiên rồi, danh sách này không chỉ có khủng long. Các nhóm động vật cổ khác cũng có những cái tên vô cùng bá đạo và khiến cái lưỡi của bạn giật giật lên khi đọc chúng. Một trong những ứng cử viên cho cái tên động vật cổ đại khó đọc nhất cũng là một sinh vật hóa thạch mới phát hiện gần đây đến từ bang Nevada, Mỹ. Banquetwisingasuchus. Đây là một loài Pseudosuchia có niên đại tam điệp giữa, có kích thước tương đối nhỏ với chiều dài chỉ khoảng 1,5 m. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại hạ tầng Favre, thuộc Aspershing ở bang Nevada. Đây cũng là địa bàn cư trú của một bộ tộc da đỏ bản địa gọi là Shoshone. Và để tôn vinh cộng đồng bản địa thì các nhà cổ sinh vật học đã quyết định sử dụng ngôn ngữ của họ để đặt tên cho sinh vật cổ đại mới phát hiện. Và vì thế chúng ta có cái tên là Banquetwisingasuchus. Cái tên này là sự kết hợp giữa cụm từ Banquetwisinga trong tiếng Shoshone, có nghĩa là bắt cá, và Suchus trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là cá sấu. Tổng cộng thì cái tên này có tới 22 ký tự, trong đó có khá nhiều ký tự trùng lặp sẽ khiến người đọc bị rối. Cái tên này ngụ ý rằng Banquetwisingasuchus là một loài thích nghi để ăn cá, sống ở môi trường ven biển, tuy nhiên không phải là loài bán thủy sinh như cá sấu hiện đại. Gladocephaloideus. Cái tên đọc muốn trèo lưới tiếp theo là một chi rực long đến từ Trung Quốc. Rực long là những họ hàng gần của khủng long. Chúng cùng thuộc một nhóm thành lằn chúa có danh pháp đọc cũng khó không kém là Avimetataxalia. Và chi rực long có cái tên khó đọc đầu tiên mà mê khủng long muốn nhắc tới là Gladocephaloideus,
sống cách đây 121 triệu năm tại vùng đất ngày nay là tỉnh Liêu Ninh. Chi dược long này được xác định là một bộ xương tương đối hoàn chỉnh với hộp sọ có mỏ khá dài. Tên của nó được ghép từ 3 từ khác nhau trong tiếng Latin, đó là gladius, từ dùng để chỉ loại kiếm ngắn của người La Mã, cephale có nghĩa là đầu và eidos có nghĩa là dạng. Như vậy cái tên gladocephaloideus có nghĩa là dạng đầu thanh kiếm, nhằm chỉ hình dạng hộp sọ của con dược long này. Archaeosteodactylus. Gladocephaloideus vẫn chưa phải là cái tên dược long dài nhất và khó đọc nhất. Ứng cử viên tiếp theo chính là Archaeosteodactylus, cũng là đồng hương Liêu Ninh Trung Quốc với Gladocephaloideus, nhưng có niên đại sớm hơn rất nhiều, lên đến 165 triệu năm, có thể nói là một chi dược long đất cổ. Cái tên Archaeosteodactylus được ghép giữa từ Hy Lạp Archaeos, có nghĩa là cổ đại, và tên của một chi dược long khác là Isteodactylus. Và tên Isteodactylus lại được ghép giữa hai từ Hy Lạp cổ khác là Isteon, có nghĩa là cánh buồm, và Dactylos, có nghĩa là ngón tay. Isteodactylus sau đó có nghĩa là ngón tay có cánh buồm, chỉ lớp màng da dùng để bay nối giữa các ngón tay của dược long. Khi ghép thêm với Archaeos, cái tên Archaeosteodactylus ngụ ý rằng đây là chi dược long cổ hơn, có quan hệ gần gũi với Isteodactylus. Cuối cùng, Parapropaleoplophorus. Để không quá thiên vị mà anh bạn bỏ sát thì chúng ta hãy đến với ứng viên thứ 10 và cũng là ứng viên duy nhất là một động vật có vú trong danh sách này, Parapropaleoplophorus. Cái tên này có đến 23 ký tự, tương đương Micropachycephalosaurus, và nó thuộc về một loài thú có mai cổ đại nằm trong nhóm Glyptodon. Chi này được mô tả và định danh vào năm 2007 từ những hóa thạch được tìm thấy vào năm 2004. Sở dĩ chi thú có mai này sở hữu cái tên ấn tượng như vậy là bởi cũng giống như Archaeosteodactylus, nó được ghép giữa tên của một chi họ hàng khác với chữ para, có nghĩa là gần, nhằm chỉ sự gần gũi về mặt quan hệ cũng như vị trí giữa chúng với nhau. Loài họ hàng đó là Propaleoplophorus, cũng là một loài thú có mai cổ đại từng sống tại Chile như Parapropaleoplophorus. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc điểm qua 10 cái tên động vật cổ đại đọc lên là muốn trẹo lưỡi. Tất nhiên là vẫn còn có thể có những ứng viên khác cũng nặng ký không kém. Và nếu bạn biết cái tên nào khó đọc hơn 10 cái tên này thì có thể bình luận ở bên dưới nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.